Đây là chuyện bình lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nè, nói nghe nè. Hôm nay tiếp tục kể những câu chuyện tâm linh mà Adam Thi đã chấp bút viết lại. Những câu chuyện được kể từ các cô, các bác, các chú, những người thân trong gia đình của Adam. Dịch thảo sinh được bắt đầu vào kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam. Đây là kỳ thứ 499. Và nội dung bức thư cũng như những câu chuyện như sau. Với cái cái chủ đề, cái nhập đề bằng cái lời các câu chuyện tâm linh của Adam T. chấp bục. Adam đã viết như thế này. Con kính chào bác Thảo. Con là Adam đây. Con kính thay mặt cho bác Phong, bác Tuấn và bác Hải. Kính cảm ơn bác đã đăng tải các câu chuyện có chút ít liên quan đến tâm linh của các bác mà con đã chấp bút. Nay con gửi thêm các câu chuyện này về bác. Con cố gắng viết thật rõ ràng và chia ra từng phần mạch lạc để bác dễ đọc. Con kính mong bác dành chút thời gian chỉnh sửa văn từ và ngữ pháp các bài viết của con để câu chuyện được hoàn chỉnh bác giúp con đặt tựa đề cho các câu chuyện nhà bác. Con kính cảm ơn bác. Con kính chúc hai bác và các anh chị em an vui, mạnh khỏe. Và con không quên kính cảm ơn các vị đã nhẫn nại lắng nghe các câu chuyện con gửi về. Con kính chúc các vị dạng an. Kính bút Adam T. T đây tức là chữ T Việt Nam mình đó. Thành ra khi đọc Adam T, có nhiều khi có có một số bạn hiểu lầm tưởng thi là thy tức là thi là 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 thy dài thành nó tưởng là con gái adam thi là con trai nhé rồi bây giờ chúng ta vào à, ba cái câu chuyện của gia đình bác diễn và câu chuyện thứ nhất à, với cái tựa đề là đoàn tàu không trở về ga nhưng mà Việt Thảo thì xin đặt cái tựa là khúc chân gỗ cho mẹ. Câu chuyện xin được bắt đầu. Gia đình chúng tôi cùng với hàng ngàn người dân buộc phải rời nơi mình đang sinh sống để về cấp dùng kinh tế mới. Để lấy sức người khắc phục thiên nhiên như Đại Thi Hào Tố Hữu có nói Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người, sỏi đá cũng thành cơm anh chị em chúng tôi phải rời nơi mà chúng tôi sinh ra và lớn lên để về một vùng thuộc tỉnh Đồng Nai, một nơi mà gia đình chúng tôi chưa một lần nghe tên và đặt chân đến. Gia đình tôi đến nơi đây vào lúc xế chiều. Đây là cái vùng gần rừng lá, nằm trên quốc lộ 1 hướng về Phan Thiết. Chúng tôi phải tự dựng nhà tranh vách lá và sàn đất để mà ở. Gia đình tôi được chính quyền cấp 4 sào rẫy khô cằn, đầy cỏ tranh cây dại với một ít nông cụ. Với tổng diện tích đất đai được cấp phát, cùng với khí hậu khắc nghiệt, thiếu thốn đủ thứ. Gia đình tôi làm sao có thể có đủ lúa để mà ăn? Đã vậy, gia đình chúng tôi còn phải đóng thuế cho nhà nước nữa. Tôi và ba tôi, ngoài những ngày phát quan đất đai được cấp phát để trồng lúa hoa màu. Chúng tôi phải lén vào rừng cách nhà ở khoảng 10 đến 15 cây số. Đường đi thì hiểm trở. Có những nơi chúng tôi phải lội qua vùng nước ngập cả đồ gối để mà phát quang thêm đất mới và phá rừng làm củi để bán kiếm tiền. Chúng tôi chặt những cây lớn rồi xả ra từng khúc ngắn, rồi chẻ ra từng thanh nhỏ, rồi bó lại từng bó, đem về chợ Long Khánh để bán đắp đổi qua ngày. Tiền bán củi thêm vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống gia đình. Mẹ chúng tôi phải đi buôn đường dài trên những chuyến xe đêm. Mẹ tôi mua than củi, đậu bắp ở các vùng lân cận, rồi chuyển về Sài Gòn nhờ những người quen bán giúp. Cái đoạn đường mấy mươi cây số, từ căn cứ ba về Sài Gòn, mẹ tôi phải đi qua các trạm kiểm soát ở tại Dầu Dây, rồi có trạm ở Trảng Bom, ngã Ba Vũng Tàu, đó là chưa kể tới những trạm kiểm tra độc xuất. Ở các trạm kiểm soát này, nhân viên kiểm soát rất là kỹ. Vì vậy, sau một vài chuyến đi, mẹ tôi bị tịch thu hàng hóa, coi như mất luôn, cả vốn lẫn lời. Từ buôn hàng chuyến trên các chuyến xe thang, mẹ tôi phải chuyển sang đi buôn theo xe lửa, tàu chợ để tránh sự kiểm soát của quan thuế. Tôi không thể nào quên được cái tai nạn đường sắt xảy ra vào năm 1982 tại Bầu Cá, Trảng Bom, Đồng Nai. Một đoàn tàu không trở về ga ấy đã cướp đi hai mạng sống của gia đình tôi, đó là mẹ và đứa em gái của tôi. Hôm ấy là ngày 17 tháng 3, khi gà vừa gáy sáng, ba tôi và tôi đã thức dậy nấu cơm sáng để ăn và chuẩn bị mang thêm cơm ra rảy để ăn trưa giống như mọi ngày. Bỗng dừng thằng em út của tôi, nó giật mình thức giấc rồi nó khóc. Hỏi tại sao vậy? Nó nói là nó thấy mẹ và chị mặt mày đầy máu, quần áo thì rách tả tơi, đang đứng trước cổng mà không chịu vào nhà. Nó còn nói nó thấy dáng mẹ đi mà sao khập khển, đi mà bước thì bước cao, bước thấp nữa tôi mới rầy nó em cứ nói nhảm không à mẹ và chị giờ này ở trên tàu lửa khoảng giờ này chắc họ cũng gần tới ga long khánh rồi rồi tôi mới dục đứa em trai mau thức dậy ăn sáng rồi ra rẫy kẻo nắng lên nhưng mà sau đó rồi chính tay tôi lại nghe tiếng mẹ của tôi khắp thang kêu la cầu cứu và tôi thấy mẹ tôi đang đứng xa xa vẫy tay tôi trong cái ánh sáng mờ mờ của ông mặt trời vừa ló dạng sau rặng cây. Rồi chính tay tôi lại nghe tiếng khóc thảm thiết của đứa em gái nữa. Tôi tự trấn an mình là tôi đã bị qua mắt sau một đêm ngủ không tròn giấc. Rồi tôi cũng gian giấy ân trên xin che chở cho mẹ và em gái tôi bình an vô sự. Rồi sau cái bữa ăn sáng vội vàng, chúng tôi vẫn giác cuốc ra rẫy như thường lệ làm cho đến trưa. Khi tầm đến giờ nghỉ trưa, ba cha con chúng tôi ngồi ăn cơm dưới bóng cây mít. Thì lúc đó tôi lại nghe tiếng nói của mẹ tôi rõ mồn một, như là mẹ tôi đang đứng bên cạnh mà nói chuyện với tôi vậy đó. Lòng tôi bây giờ mới thật sự bất an và cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra cho mẹ và em gái của tôi. Tôi mới khấn ơn trên xin gia hộ cho mẹ và em gái được đi đến nơi về đến chốn miệng thì khấn nhưng trong thâm tâm của tôi dường như linh tính đã báo cho biết là có điềm chẳng lành đã xảy ra nhưng mà tôi thì không biết đó là chuyện gì tôi đang cầm ly nước để uống thì dường như tôi thấy khuôn mặt của mẹ tôi hiện ra ở đáy của ly nước mà toàn là máu không tôi giật mình tôi làm rơi cái ly trên đất và cái ly đã bể ra thành nhiều mảnh tôi mới lấy một cái ly khác để uống nước thì tôi lại nhìn thấy khuôn mặt của đứa em gái cũng rũ rượi tóc đầy máu tươi tôi sợ lắm tôi không biết phải làm gì bây giờ tôi cố gắng che giấu cái sự bất an trong lòng của tôi nhưng mà nhưng mà làm sao tôi tránh được con mắt của ba tôi khi mà sự việc xảy ra ngay nơi đó tôi phải nói thật với ba về những điều tôi đã nghe em tôi nói, cũng như chính tôi đã nghe thấy vào sáng hôm nay, rồi ngay cả những gì mà tôi mới vừa thấy qua. Nghe tôi nói như vậy, ba tôi cũng cho biết là con mắt của ba cứ giật giật khi ba vừa thức dậy, và đồng thời ba cũng có nghe mẹ và em than khóc. Ngay vừa lúc ấy thì có người hàng xóm đi ngang, có báo tin là có chuyến tàu chợ bị gặp nạn sáng hôm nay khi trên đường về Sài Gòn. Khi nghe bác ấy nói tới đây, cả ba chúng tôi giật thoát cả mình và cầu mong mẹ và em gái chậm chân một chút để mà không kịp bắt chuyến tàu này. Bà tôi mới dục tôi mau mau quay trở về nhà, rồi đi ra xa lộ bắt xe thang để về hướng Sài Gòn xem mật thư câu chuyện. Tôi vội vệ, giả chạy về nhà lấy giấy tờ tùy thân, rồi một ít tiền, mà mẹ để dành trong ống heo, rồi tôi ra xa lộ để đón xe đi. Tôi đứng đợi mãi, đợi mãi, mà không có một chiếc xe nào đi ngang qua đây. Tôi sốt ca ruột làm sao bây giờ? Lúc đó tôi chỉ đứng núp bóng cạnh một cái cây gần tiệm tạp quá và cái quán nước, mà tôi thật sự không có dám vào tiệm để mà ngồi nghỉ chân. Đây chỉ là cái tiệm nho nhỏ bên đường quốc lộ của một anh chị người miền Bắc. Anh chồng thì anh đi bộ đội và bị thương trong chiến trường rồi được giải ngũ. Nghe nói anh chị này đã vào đây lập nghiệp từ sau ngày giải phóng năm 1975. Thấy tôi đứng chờ xe lâu quá, chị chủ quán kêu tôi vào quán mà đợi xe. Tôi thì ngần ngại vì tôi không có đủ tiền đi xe nữa, làm gì có tiền để vào quán ngồi uống nước để mà nghỉ chân chị chủ quán hỏi tôi đi đâu mà trông có vẻ bồn chồn lo lắng trên khuôn mặt như vậy tôi tình thiệt nói về tin tức mà người hàng xóm mới cho hay và giờ đây tôi đón xe để đi tìm mẹ và em của tôi sau khi nghe tôi bày tỏ mối lo lắng chị chủ quán nhanh chân bước vào bên trong có lẽ sau một hồi bàn tính với chồng chị mới trở ra và nói với tôi rằng là anh chị cho tôi mượn chiếc xe Honda 50 cũ kỹ của anh chị để đi tạm. Chứ bây giờ đứng chờ xe thang thì biết đến bao giờ mới có để mà đi. Tôi ngần ngại bởi vì tôi đâu có quen biết với anh chị này. Nhưng mà khi đó chị ấy có nói một câu. Mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ và khắc cốt ghi ân của chị. Chị nói, đây là dùng đất mới. Mọi người đến từ bốn phương Chúng ta không cần biết về nguyên nhân nào mà chúng ta đến nơi đây. Nhưng chúng ta gặp nhau, xem như đã là người thân rồi. Nếu có hoạn nạn phải giúp đỡ nhau. Chú em đừng có ngại, cứ lấy xe của anh chị mà đi tìm bác và cô em đi. Tới ngày hôm nay, tôi cứ nghĩ rằng, giá như mà mọi người Việt đều có cùng suy nghĩ như chị chủ quán người miền Bắc năm 1975 tốt bụng và nhân từ ấy thì đâu có cái cảnh phân biệt anh là người của chế độ nào và tôi là người của vùng miền nào. Không những anh chị chủ quán cho tôi mượn chiếc xe để đi, mà chị còn dúi vào tay tôi một ít tiền để cầm làm lộ phí nữa. Đối với tôi năm ấy, cái chiếc xe Honda cà tàng ấy nó còn quý hơn cả cái chiếc xe thể thao mui trần đời mới bây giờ. Cái ân, cái nghĩa ấy làm sao chúng tôi trả cho được? Người ta nói rằng một miếng khi đói bằng một gói khi no. Nhưng đối với tôi, nó phải là một miếng khi đói bằng hơn cả một gói khi no nữa. Tôi mừng quá, tôi không có nói nên lời. Khóe mắt tôi cay cay, tôi lý nhí cảm ơn anh chị, rồi lấy xe đi ngay. Tôi đi theo hướng về Sài Gòn. Khi đến ga bầu cá, thì ơi hỡi trời ơi tôi nghe câu chuyện đoàn tàu chở mười ba toa chở đầy hàng hóa gặp tai nạn vào sáng sớm nay tôi theo người dân đến nơi tai nạn xảy ra trước mắt tôi một cảnh tượng kinh hoàng đồng mãi xe lưỡi bị văng cao lên ngọn đồi mười toa tàu bị lật chơ vơ chỉ có ba tàu cuối của đoàn tàu là còn trên đường ray cảnh tượng thật tang thương những xác người chồng chất lên nhau. Có nhiều xác không còn nguyên vẹn, hàng hóa dồn đóng trộn lẫn với nhau. Vì là chuyến tàu chợ nên hàng hóa rất là nhiều. Nhiều tiếng kêu rên la thảm thiết của những người bị thương. Xe khách hoặc là xe chở hàng từ hai đoạn đường giao thông xuôi ngược lúc đó đã bị công an chặn lại để nhờ họ chuyển thương tới bệnh viện gần nhất ở Long Khánh và Biên Hòa. Người dân lúc đó ngược xuôi chạy tới lui để giúp cho công việc cứu hộ những người bị nạn. Tôi vội giả khóa chiếc xe Honda rồi gửi ở một căn nhà gần đó, hối hả cùng đoàn người ngược xuôi tìm kiếm người thân của mình. Tay tôi vừa lục tung từng đóng hàng hóa vừa tìm mẹ và em. Mà miệng tôi vừa lâm râm khấn giái với tất cả bề trên. Từ mẹ Maria cho đến Đức Chúa Cha rồi Phật bà Quán Thế Âm tới thần tài thổ địa gì tôi cũng réo tên lên hết. Cuối cùng. Cuối cùng, tôi tìm thấy mẹ và em nằm cùng cùng với đống xác chết không có giấy tờ tùy thân và vô thừa nhận. Tôi đứng sững người. Tôi không rơi được một giọt nước mắt. Nhưng tim và ngực của tôi cứ thắt lại từng hồi. Mặt của mẹ và em phủ đầy máu, hòa cùng mọc màu đen của bụi than củi. Tôi nhận ra mẹ, vì trên tay trái của mẹ có ba dấu son đỏ tạo thành hình tam giác. Tôi nhận ra em gái, vì phía sau óc của con bé nó có một hình trái tim màu đỏ như son. Em còn nguyên vẹn, nhưng mà mẹ mất một khúc chân trái từ đầu gối trở xuống. Tôi không tài nào nhận và tìm ra được phần chân bị mất của mẹ. Tôi đành mang thân thể không nguyên vẹn của mẹ và ép gái trở về nhà. Sau đám tang, hằng đêm chúng tôi đều nghe tiếng than khóc của mẹ là mẹ muốn được nguyên vẹn hình hài để được đi gặp ông bà ngoại làm sao bây giờ làm sao tìm được phần chân cho mẹ đây sau đó thì có người biết chuyện đề nghị là chúng ta nên làm một phần chân giả bằng gỗ rồi lập bàn cúng rồi sau đó đốt đi để mà gửi cho mẹ dùng bây giờ tính đi tính lại đâu còn có giải pháp nào khả thi hơn nữa ba tôi đã thực thi lời mách bảo đó Đức thân bà tôi đi vào rừng chặt một khúc cây thật đẹp, rồi nhờ anh thợ mọc cùng xóm đẽo đục làm thành một khúc chân, rồi vào thất thứ bảy của mẹ, chúng tôi đốt cái đoạn chân mới mới tạo đó và kèm theo là một số giấy vàng bạc hàng mã để gửi cho mẹ. Rồi cũng từ khi ấy cho đến nay, chúng tôi không còn nghe mẹ than khóc và đòi khúc chân của mẹ nữa. Giờ đây, chúng tôi hy vọng mẹ có một đôi chân vững chắc để có thể đi dễ dàng để mà gặp ông bà ngoại sau khi mẹ và em gái mất ở tai nạn kinh hoàng khi mà đoàn xe lửa lật ở bầu cá chúng tôi mất hết cả vốn liếng để mà làm ăn bao nhiêu tiền của gia đình mẹ tôi dồn hết để mua hàng cho chuyến đi định mệnh cuối cùng đó mẹ và em gái mất không bao lâu thì ba tôi đổ bệnh rồi chúng tôi bị mất mùa không thu hoạch được khoai ngay cả bắp và đậu xanh kể cả đậu phộng cũng mất trắng chúng tôi lâm vào cảnh bế tắc nếu như chúng tôi tiếp tục sống ở đây thì trước sau gì chúng tôi cũng sẽ chết không chết vì bệnh tật thì cũng sẽ chết vì đói mà thôi thế là ba tôi em trai út của tôi và tôi cùng nhau rời vùng kinh tế mới đó rời cái nơi mà đất cày lên sỏi đá đó để bắt đầu trôi dạt khắp nơi mà mưu sinh. Chúng tôi trở thành người vô gia cư. Đi đến đâu, chúng tôi cũng không ở yên bởi vì chúng tôi không có giấy tờ tùy thân, không có hộ khẩu thường trú. Chúng tôi là những kẻ tha hương trên chính quê cha đất tổ của mình. Cuối cùng, gia đình ba người chúng tôi đã dừng chân được ở tại An Giang nơi đây chúng tôi dựng mái lá bên bờ sông, nơi vắng bóng người qua lại để mà tạm sống qua ngày. Chúng tôi không có tiền để mua một mảnh ruộng để làm. Ngay cả một mảnh đất để cất nhà, để mà ở cũng không có. Nhưng mà bù lại, được cái là người dân ở đây thiệt là thật thà, chất phát và rất có lòng thương người. Khi họ biết cảnh ngộ trái ngang của ba cha con tôi, họ đã giúp chúng tôi từng con khô từng lít gạo từng chai dầu ăn có một gia đình mà chúng tôi gọi là bác tám đã nhận chúng tôi là người bà con họ hàng xa từ phương xa tới bác tám đứng ra bảo đảm và bảo lãnh lý lịch cho chúng tôi nhờ bác tám đứng ra xin chính quyền giúp cho cha con tôi được tạm trú ở nơi địa phương này đâu có ruộng mà để mận ăn với người ta. Tôi phải đi theo các anh bạn cùng xóm đi đi tải hàng xuyên biên giới để lấy tiền công. Hằng ngày tôi phải thức từ 2 giờ sáng để đi cho kịp chuyến hàng. Tôi không biết ở đây họ gọi là nghề gì, nhưng mà người miền Bắc thì gọi là dân củ dạng. Chúng tôi là những con dạc ăn đêm. Chúng tôi thồ từng bao đường cát khoảng chừng 50 kg đi qua một đoạn đường gần một cây số mà nhà chỉ nhận được một ít bạc lẻ. Thôi kệ vậy đó. Mà ba cha con chúng tôi cũng đắp đổi sống qua ngày, bữa rau bữa cháo. Hôm nào đi tải hàng mà gặp được người chủ tốt thì chúng tôi được xem như có được vài đồng mua vài lít gạo đem về. Còn bằng ngược lại thì coi như chúng tôi làm không công mà không khéo chúng tôi bị bắt giam vì cái tội tiếp tế cho con buôn, con buôn tải hàng trái phép. Nếu mà bỏ chạy, có khi có thể bị bắn chết nữa. Tôi vẫn còn nhớ, có một hôm mưa to gió lớn, khi chúng tôi tải được vài chuyến hàng thì bị động. Công an biên phòng, thuế vụ, tài chánh ập tới. Thế là chúng tôi dứt những kiện hàng tháo chạy để thoát thân. Chúng tôi chạy trốn và chờ tình hình êm dịu lại. Chờ trạm canh gác kiểm soát tự phát này rút đi, thì chúng tôi trở lại tại hạt. Nằm chờ cả ngày trời mà trạm kiểm soát vẫn còn ở đó. Biết sao bây giờ, chúng tôi đành phải lủi thủi đi về. Coi như là mình làm không công cho cái ngày hôm đó. Tôi và hai anh bạn cùng nhóm phải trở về tay không. Trước khi rời nhà sáng nay, tôi chỉ có mang theo hai nắm sôi với chút đậu phộng trộn đường trộn với đường cát buổi trưa tôi chỉ dám ăn một nắm sôi rồi còn để dành một nắm sôi định bụng trên đường về mà ăn trong khi cố chạy tránh sự truy đuổi của nhà chức trách tôi đã vứt cái vỏ sách cùng với nắm sôi để dành ăn trên đường rồi trên đường về nhà phần vì mưa lạnh phần vì đói Chúng tôi bước cao bước thấp đi thất thiểu như những con ma đói. Cũng may là khi đi ngang qua một khu đất, chúng tôi thấy có một cái mộ, có một ít trái cây và bánh mà gia chủ còn để lại ở bên mộ. Đói quá, ba chúng tôi vội lấy ăn, mà quên khấn giái xin người ta. Do cái đói mà ra. Vậy đó mà trời ơi, tôi mới vừa ăn xong, là tôi bị Tào Tháo đuổi không kịp cởi quần. Còn anh bạn kia thì cứ ôm ngực mà la nóng như có ai đó đặt cả chậu thăng hồng lên ngực của anh ấy. Rồi thì bóng của một người đàn ông xuất hiện. Ông ấy đội cái nón lá, mặc bộ đồ màu trắng, tóc xỏ bay qua bay lại, rồi đưa hai cánh tay ra đánh vào chúng tôi, đòi chúng tôi phải trả những cái lễ vật mà chúng tôi đã đánh cắp mà ăn. Làm sao bây giờ đây? Chúng tôi đã lỡ ăn hết rồi, rồi không biết một cái bàn tay vô hình nào đó túm lấy cổ của một anh trong nhóm rồi cái người đó đó nâng anh ta lên chừng hơn nửa thước rồi bất thần quăng anh ấy ra xa giống như là quăng một trái banh vậy anh bạn này văng ra xa rớt xuống đất một cái bịch như là cái tạ lúa rơi xuống đất anh ta hết hồn hết vía lò mò đứng dậy rồi chạy anh ta chạy trối chết không dám ngẩng mặt hay là ngoái cổ nhìn lại coi ai đã luyện mình. Còn tôi và anh bạn còn lại đứng chết trân tại chỗ và hứng chịu những cái tác tai như trời giáng. Mắt chúng tôi nổ đom đóm, chúng tôi cố chạy thoát thân nhưng mà không tài nào chạy được. Đôi chân của chúng tôi như là có keo dán chặt xuống mặt đất, không tài nào nhúc nhích. Chúng tôi quá hoảng sợ vô quỳ xuống mà van sinh tha mạng. Công bệnh cái bóng ma ấy cười vang lên rồi biến mất mặt mày chúng tôi xanh dờn, cắt không còn một chút máu. Tay chân bị cào xước, máu tươi còn tuôn ra. Cả ba chúng tôi đỡ nhau từng bước dìu nhau trở về nhà. Mặt mày bị bầm dập hết. Đứa thì sưng đầu, đứa bị tét miệng, mặt thì chảy máu. Và chúng tôi nằm liệt giường cả tuần lễ. Sau đó vì cuộc sống mưu sinh, chúng tôi phải trở lại cái kiếp giặc ăn khuya ấy nhưng chúng tôi tránh không có dám đi ngang qua nơi có cái ngôi mộ đó nữa để được yên thân chúng tôi chọn đi con đường khác hôm ấy vừa mới rời nhà khi mà đi chưa tới con lộ lớn chỉ mới đến gần một cái lùm tre lớn thôi chúng tôi có thấy hai hay là ba cây tre gì đó nó ngã ngang nó chắn cái lối đi thì theo thói quen chúng tôi gạt mấy cây tre ngã đó đi rồi mình tiếp tục đi thôi nhưng mà khi tay tôi vừa đụng vào cái thân cây tre, thì dường như là tay tôi đụng phải một cái bàn tay khổng lồ đầy lông lá và lạnh như nước đá. Không kịp nữa rồi. Tôi chưa kịp rút bàn tay tôi về, thì rút một cái, cây tre bật mạnh tung người tôi lên cao, làm cho tôi rớt luôn vào một cái bụi tre đầy gai. Tôi chối giới nằm đó tôi kêu cứu. Phải nói sự việc xảy ra quá bất ngờ. Hai người bạn đồng hành cũng chưa kịp định thần đặng làm gì mà để cứu tôi thì hai người bạn đó bị hai cánh tay vô hình tóm lấy và quăng lên ngọn cây tre tôi thì ngồi trong lùm tre còn hai anh bạn thì bị treo trên ngọn tre đung đưa theo gió cứ mỗi lần gió đưa qua thì hai anh bị tung lên như trái banh rồi bị những cành tre khác đánh vào người như cái ánh trăng non chúng tôi cố căng mắt ra xem thử coi có ai hay không Chúng tôi không thấy bóng dáng một ai cả. Nhưng mà, cả ba chúng tôi đều nghe tiếng cười mang sợ, rồi cả tiếng hú, tiếng gào thét, tiếng khóc la ai quán, cho đến khi gà gáy sáng mới chậm dứt. Cả ba chúng tôi ở tại lùm tre đó cả đêm, cho đến sáng thì chúng tôi mới được các bác đi làm đồng tiếp cứu. Thân xác chúng tôi bị bầm dập đầy lằn roi tre. Chúng tôi không thể đứng lên để tự bước đi về nhà các bác ấy phải cho người chạy đến nhà chúng tôi kêu người nhà đến để cõng chúng tôi về. Sau hai lần bị người khuất mặt phá như vậy, chúng tôi bị đánh bầm dập. Phải nói đúng hơn là chúng tôi bị đánh lên bờ xuống ruộng, thừa sống thiếu chết, kinh hồn bạc vía. Cho nên chúng tôi không dám tiếp tục cái nghề chuyển hàng đêm xuyên biên giới đó nữa. Từ đó, chúng tôi đã thoát khỏi cái kiếp giặc ăn đêm. Đôi khi tôi nghĩ, có thể nào, chính những người khuất mặt đã muốn cứu chúng tôi bằng cách đánh cho chúng tôi sợ, để chúng tôi thức tỉnh, để rồi bỏ nghề chuyển hàng đêm xuyên biên giới. Còn hơn tiếp tục cái nghề này, để rồi có ngày bị bắt hay bị ăn đạn cũng không biết chừng. Còn đây là cái câu chuyện do chính bác gái kể lại nói về cái giai đoạn đi buôn bán và cái thời gian mà bác ấy đã về từ cõi chết. Người ta nói đời thương hồ dài đây mai đó, lấy ghe làm nhà, quanh năm trôi dạt trên sông nước, không biết đâu là bến bờ. Dân thương hồ như chúng tôi hầu hết là bám vào các chợ nổi để mua sinh. Chúng tôi phải đổ mồ hôi để có chén cơm đạm bạc, và có khi chúng tôi phải đánh đổi cả mạng sống của chính mình. Cái điều mà ám ảnh nhất của dân thương hồ là những tai nạn trên sông nước. Nếu chúng tôi gặp tai nạn nhẹ một chút thì chỉ mất hết tài sản, còn nặng thì mất cả tính mạng của mình. Năm ấy, chúng tôi mới cưới nhau khoảng chừng vài tháng. Tía má của chúng tôi đã giúp chúng tôi ra riêng bằng cách sắm cho một chiếc ghe để làm ăn sinh sống thời gian đầu chúng tôi đâu có dám đi xa chúng tôi chỉ quanh quẩn ở các chợ nổi mùa nào thì chúng tôi mua bán loại nông sản hoặc trái cây của mùa đó rồi quen dần quen dần chúng tôi đi xa một chút rồi đi xa hơn nữa rồi dần dần lên đên khắp nơi chúng tôi hết chở củi chở mắm rồi lại chở trái cây đi bán hôm ấy trời đã xế bóng rồi sau khi lên hàng xong thì bất ngờ gió thổi mạnh chiếc ghe của chúng tôi trồng trành muốn lật úp nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tăng tốc để lao đi gió thổi mạnh hơn chiếc ghe của vợ chồng tôi trồng trành hơn trong khi chưa lấy lại được thăng bằng cho chiếc ghe của mình thì có hai chiếc tàu lớn hơn ghe của chúng tôi chạy trờ tới khi hai chiếc tàu lướt qua rồi để lại một đợt sóng lớn đập vào chiếc ghe nhỏ của chúng tôi khiến chiếc ghe của chúng tôi bị lật úp giữa sóng nước mênh mông không có chiếc ghe nào gần nơi xảy ra tai nạn để tiếp cứu chúng tôi. Không những gió thổi đã mạnh, mà mưa còn như trút nước. Tôi cố bám vào thành ghe, cho đến khi đuối sức. Tôi không còn sức để bám vào thành ghe nữa. Tôi chỉ biết lâm râm khấn đức mẹ và cầu người ban ơn chở che cho vợ chồng tôi. Rồi tôi xuôi tay, mặc cho số mạng đẩy được. Thế là tôi bị cuốn trôi theo dòng nước rồi chính tôi lại thấy thân xác tôi bị tấp vào một cái bờ cạn. Thân xác tôi vướng nằm nơi đó lạnh ngắt. Tôi thì đang đứng bên cạnh cái xác của tôi, thì bất thần có hai người mặc đồ đen đến, bắt hồn của tôi đi. Họ đưa tôi qua rất nhiều nơi, phong cảnh thật là đẹp. Những nơi này tôi chưa từng thấy vì tôi chưa từng được đi qua. Rồi họ đưa tôi tới một nơi khói sương phủ đầy, mờ mờ ao ảo nơi đây tôi đã gặp ông bà nội và cậu tư của tôi ông bà nội tôi mất lâu lắm rồi mất từ khi mà tôi chưa ra đời tôi chỉ biết ông bà nội qua di ảnh ở trên bàn thờ của nhà chú út của tôi còn cậu tư thì mới mất cách đây vài tháng mà thôi phải nói ông bà cậu và cháu gặp nhau mừng mừng tuổi tuổi nhưng mà có điều chúng tôi không thể chạm vào nhau không thể nắm tay nhau được không thể ôm nhau được. Tất cả chúng tôi chân thì không chạm mặt đất, chúng tôi cứ bay là là trên mặt đất. Rồi ông bà nội và cậu tư khuyên tôi nên trở về vì đây không phải là nơi mà tôi đến. Tôi còn đang phân dân. thì có hai người mặc áo đen có khuôn mặt bậm trợn đến để dẫn tôi đi tiếp. Rồi chúng tôi lại lội qua sông, bay qua suối, lên thác xuống đèo rồi họ dẫn tôi vào một đoạn đường hầm có tia sáng phía xa xa cuối đoạn đường. Ở nơi đó, có hai người mặc đồ trắng như hiệp sĩ kiếm khách của Nhật Bản, chặn đường họ lại và nói rằng phần dân số của tôi chưa có mạng. Họ đến để mà đón và đưa tôi về. Tôi cũng không biết tại sao hai người mặc áo đen không bàn giao tôi cho hai người mặc áo trắng đó. Thế là họ đấu kiếm với nhau. Trong khi họ giao đấu, họ quên có sự hiện diện của tôi và lợi dụng thời cơ họ không để ý này, tôi cố chạy để thoát thân. Tôi thấy tôi chạy thật là nhanh. Không những tôi chạy mà tôi còn biết bay biết nhảy hoặc là giống như phi thân lên nữa. Khi tôi cố vượt qua những hang sâu vực thẳm, tôi nhìn xuống phía dưới, tôi thấy có hàng ngàn cánh tay xương sẩu đưa lên và tôi nghe có cả tiếng khóc than ghê sợ lắm. Lúc mà tôi đuối sức tôi không thể chạy tiếp tục được nữa, thì có bóng một người giống như đức mẹ bay tới nâng tôi lên cao và đưa tôi trở về nơi cái xác lạnh của tôi đang nằm trên bãi cạn ở nơi đó mọi người đang dây quanh cái xác của tôi để mà cố cứu sống tôi họ cố gắng kêu tôi thức dậy họ thoa dầu gió rồi họ đắp mền cho tôi so bóp cho tôi tôi nghe rõ tiếng họ kêu réo tôi tôi cũng cố gắng la to lên để báo cho mọi người biết là tôi vẫn còn sống, nhưng mà họ không nghe tiếng kêu của tôi. Tôi lại nghe tiếng nói ấm áp từ xa vọng lại. Người ấy nói: "Thời gian mà tôi đi ngao du để xem sơn thanh thủy khiết đủ sống, và linh hồn của tôi phải trở về xác của tôi để tôi phải trở về dương gian." Rồi, từ từ tôi tỉnh lại. Sau tai nạn này, vợ chồng tôi không còn theo đời sống thương hồ nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe qua ba câu chuyện Khúc chân gỗ cho mẹ, kiếp giạc ăn đêm và đời thương hồ được kể lại qua gia đình à, bác diễn và Adam thi đã chấp bút viết lại và kể cho chúng ta nghe. Kỳ tới sẽ là những câu chuyện khác nữa của Adam thi là những câu chuyện nào của ai. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những kho tàng chuyện ma dân gian của Việt thảo và giới thiệu cho nhiều người cùng nghe. Chúc quý vị luôn có những giấc ngủ thật ngon, đời sống thật bình yên, vui vẻ và hạnh phúc qua những bữa ăn ngon cùng với gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn qua những câu chuyện kế tiếp mà Adam T đã kể lại cho chúng ta nghe trong kho tàng chuyện bà dân gian kỳ tới. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền, nó liên quan đến sức khỏe, nó liên quan tới đời sống, nó liên quan tới bảo hiểm y tế, xã hội, an sinh đủ hết. Obama Care có, Medicare có, Medicaid rồi forwan quanh k cũng có rồi tiền giống như mình nghỉ hưu sớm hay là không sớm muộn hay không muộn đôi khi mình có những suy nghĩ và mình cho rằng mình có kiến thức đầy đủ mình hiểu biết được nhưng chưa chắc tôi muốn quý vị hãy dành cái đó cho những người chuyên nghiệp professional trong ngành nghề này để giải thích cho mình Quý vị ơi, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm Obamacare hoặc Medicare có nhiều sự thay đổi lắm cho năm 2021 quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không gõ, quý vị xin gọi cho Alice Châu, điện thoại là 770 454 1182. Nhớ nha gọi cho Alisa Châu nha. Và tôi biết rằng Alicia còn chia sẻ nhiều hơn cho từng người một khi quý vị gọi điện thoại tới để liên lạc. Đừng bao giờ nghĩ tôi gọi là tôi phải mua insurance hay bảo hiểm không có. Quý vị có thể thắc mắc hỏi giống như người thân trong gia đình để mà có thể giải đáp những thắc mắc của mình.